Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Dự báo khoảng chiều tối và đêm ngày 22 tháng 2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ ngày mai trời chuyển rét. Ngày 22 tháng 2, khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác trưa chiều giảm mây trời nắng từ chiều tối và đêm có mưa mưa nhỏ dài rác từ đêm nay nền nhiệt giảm dần nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay từ 26 đến 29 độ có nơi trên 29 độ đêm nay xuống còn 19 đến 22 độ vùng núi 17 đến 19 vùng núi cao có nơi dưới 15 độ khu vực phía tây bắc bộ hôm nay nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù trưa chiều giảm mây trời nắng riêng khu tây bắc có mây ngày nắng có nền nắng nóng đêm không mưa gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, riêng khu Tây Bắc 31 đến 33 độ, có nơi trên 35 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, riêng khu Tây Bắc 16 đến 19 độ, có nơi dưới 16 độ. Hà Nội hôm nay nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây hưởng nắng, đêm có mưa, mưa nhỏ, nền nhiệt giảm, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ. Từ đêm nay, nhiệt độ giảm còn 20 đến 22 độ. Dự báo ngày 23 tháng 2, miền Bắc tiếp tục mưa nhỏ rải rác, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17 đến 20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, hôm nay nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, vùng núi phía Tây có nơi trên 35 độ. Dự báo từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 2, khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông, nền nhiệt giảm nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Tây Nguyên hôm nay ngày nắng, đêm không mưa, gió nhẹ nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ hôm nay ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ. Dự báo hình thái thời tiết trên còn duy trì nhiều ngày tới ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết, so với tháng 2 của năm 2016-2020, thì tháng 2 năm 2024, cường độ nắng nóng có phần gai gắt hơn. Nhiệt độ cao nhất ghi nhận trong tháng 2 năm 2016 và 2020 là 37 độ C tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Năm nay, nhiệt độ cao nhất tính đến hiện tại là 38 độ C tại thành phố Biên Hòa vào ngày 15 tháng 2. Ông Quyết cho biết dự báo năm 2024 nắng nóng diễn ra gay gắt, sẽ có những đợt nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tục, tập trung trong tháng 3 và tháng 4. Nắng nóng xảy ra diện rộng với cả khu vực Nam Bộ. Theo ông Quyết, nguyên nhân nắng nóng kéo dài ở thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ sau Tết Giáp Thìn chủ yếu do hệ thống thời tiết trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung Bộ, hoạt động mạnh chi phối chính đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Ông Quyết nhấn mạnh, đây là trường phân kỳ nên làm hạn chế bốc hơi nước, không khí bị khô, độ ẩm không khí thấp, khó đạt điều kiện hình thành mây, nên bức xạ mặt trời chiếu trực tiếp xuống làm cho nhiệt tăng cao. Hàng năm, thời điểm những ngày đầu tháng 2, không khí lạnh còn hoạt động khá mạnh nên khuếch tán sâu xuống phía Nam làm cho nhiệt giảm. Tuy nhiên thời điểm những ngày vừa qua, áp cao lạnh lục địa phần lớn di chuyển lệch về phía đông, không lấn sâu xuống phía Nam. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hệ thống thời tiết tác động chủ yếu là áp cao cận nhiệt đới trên tầng cao. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hạn hán có thể sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, mức độ hạn hán cao hơn năm 2023, tuy nhiên sẽ không gay gắt như những năm 2015, 2016, 2019, 2020. Với dự báo hạn hán xảy ra trên diện rộng, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ lưu ý, người dân cần có các giải pháp để điều tiết nguồn nước ngọt hợp lý, đồng thời lưu ý vấn đề cháy nổ Cháy rừng. Thời tiết Việt Nam chịu tác động khá rõ nét từ hiện tượng Enso. Năm 2023, thời tiết mang những nét điển hình theo quy luật trong năm Endino, nền nhiệt cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, điều kiện Endino dự báo tiếp tục duy trì từ nay cho đến tháng 3 năm 2024. Từ tháng 4 tháng 5 năm 2024, Endino có xu hướng suy yếu nhanh và chuyển dần sang trạng thái trung tính. Sau đó, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2024, dự báo Nino có khả năng chuyển sang trạng thái trung tính. Trong nửa cuối năm 2024, nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo trung tâm Thái Bình Dương có xu hướng giảm dần và trạng thái ENSO có khả năng chuyển sang pha La Nina vào các tháng cuối năm 2024. Cơ quan khí tượng nhận định, sự chuyển pha ENSO có thể ảnh hưởng đến diễn biến mùa bão năm 2024. Cụ thể, dự báo mùa bão có khả năng đến muộn hơn, từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2024, trên biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ tháng 7, bão, áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên biển Đông. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2024, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông, cũng như ảnh hưởng đến đất liền có khả năng ở mức sấp xỉ so với trung bình nhiều năm và có khả năng tập trung nhiều vào thời kỳ nửa cuối mùa mưa bão. Từ tháng 7 đến tháng 9, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Từ khoảng tháng 9 đến tháng 12 sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Trung và khu vực phía Nam nước ta. Trước đó, trong năm 2023, dưới tác động của hiện tượng Enino, trên khu vực Biển Đông đã xuất hiện tổng cộng 8 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Số lượng bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông ít hơn trung bình nhiều năm. Thông thường trung bình nhiều năm có khoảng 11 đến 13 cơn bão, áp thấp nhiệt đới. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ NWS vừa qua phát cảnh báo về tác động đáng kể của lũ quét và lũ lụt đô thị đối với các khu vực dọc dãy Transverse ở phía nam bang California. Theo cơ quan này, có khả năng lượng tuyết rơi dày khoảng 600mm ở khu vực địa hình trên 1820 m ở dãy núi Sierra và các vùng núi cực bắc của California. Trong khi đó, lượng tuyết rơi lớn hơn ở địa hình trên 2286 m tại phía nam California. NWS sau đó đã ban bố cảnh báo về lượng mưa lớn bất thường dọc bờ biển phía nam California. Hiện có nhiều báo cáo về tình trạng lũ lụt, lở đất đá trên nhiều tuyến đường ở thành phố Los Angeles. Nhà chức trách kêu gọi người dân hạn chế ra đường để tránh nguy hiểm. Gần đây lượng mưa tại California đã tăng đáng kể khi các cơn bão mùa đông gây mưa lớn và tuyết rơi dày trên khắp bang này. Cơn bão mới nhất đổ bộ California hồi đầu tháng 2 đã gây ra những tác động nghiêm trọng, khiến ít nhất là hai người thiệt mạng, hơn 16 triệu người bị ảnh hưởng. Trong đó, trung tâm thành phố Los Angeles nhận tới 75% lượng mưa hàng năm chỉ trong tuần đầu tiên.